giới ngồi ăn nơi khuất. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Luật Nhiếp nói: do việc đến nhà cư sĩ và việc dâm phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, do người ở trước cùng với Ưu Bà Tư ngồi sau cánh cửa nói chuyện với nhau. Các thầy tỳ kheo khất thực đi đến nhà này, nghe tiếng nói của Ca Lưu Đà Di về bạch Phật ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni ngồi ăn trong nhà có của báo mà ngồi nơi chỗ khuất phạm ba vật đề. Giải nghĩa: chỗ khuất là hoặc cây, hoặc tường vách, hoặc hàng rào, hoặc dải ngăn và các vật khác che khuất. Các phần định tội giống giới trước.